Đây là ba công cụ AI giúp bạn có thể chuyển bất kỳ một đoạn âm thanh nào trở thành văn bản anh chị. Tom và Lily bước vào hang đá phát sáng kỳ ảo, khám phá từng chi tiết trong ánh sáng xanh mờ ảo. Ra khỏi hang, họ bất ngờ gặp bầy bướm phép thuật. Khi mà chúng ta làm video á thì đôi khi chúng ta sẽ cần xuất cái phần âm thanh đó trở thành văn bản để mà chúng ta lấy cái phần văn bản đó anh chị có thể dịch sang tiếng Anh hoặc là chúng ta có thể dịch sang ngôn ngữ khác chẳng hạn hoặc đơn giản chúng ta có thể dùng cái phần văn bản đó để chúng ta làm lại những cái nội dung khác dựa trên cái video mà chúng ta làm sẵn anh chị thì bước đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải chuyển những phần giọng nói phần strip nội dung ở trong cái video đó thành văn bản sau đó chúng ta mới có thể làm tiếp cái bước tiếp theo ha thì đây là ba công cụ ai để giúp cho anh chị có thể chuyển bất kỳ một cái đoạn âm thanh nào thành văn bản anh chị trong video hôm nay tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị nhé chúng ta cùng xem và thực hiện nhé nếu đây lần đầu tiên mà anh chị đến với kênh mình thì mình xin giới thiệu mình là Tuấn từ channel nghề công sở và channel mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI cũng như là ứng dụng vào thực tế và cuộc sống anh chị có thể xem rất là nhiều video trên channel bên ha nếu mà anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ vào video ba công cụ AI chuyển bất kỳ âm thanh nào trở thành văn bản anh chị công cụ đầu tiên mà chúng ta sử dụng á, gọi là Transcriber ha anh chị đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để anh chị có thể dễ dàng sử dụng ha khi mà vào đây anh chị sẽ thấy giao diện của nó nè chúng ta có thể upload một file lên và chúng ta có thể chuyển nội dung ở trong cái lời nói đó thành văn bản anh chị đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập một tài khoản free trước ha chỉ cần bấm vào trái free anh chị và chúng ta đăng nhập một tài khoản google thôi rất đơn giản sau khi mà đăng nhập vào thì ở đây anh chị sẽ thấy ha chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ nào ví dụ như đây á, mình sẽ chọn ngôn ngữ là Việt Nam này ở đây chị thấy thấy là có tiếng Việt ha, mình nhấp vào tiếng Việt nè. Sau đó chúng ta phải bấm next. Tiếp theo chúng ta sẽ tải cái phần âm thanh của chúng ta lên. Ví dụ ở đây á, mình có một cái đoạn âm thanh như thế này. Đấy, chúng ta chỉ cần đơn giản là kéo cái tiệp âm thanh đó vào trong này hả anh chị. Ok ha, Trang Scripter sẽ phân tích cái file âm thanh đó cho chúng ta. Đâu đó khoảng vài chục giây đến một phút á, thì nó sẽ phân tích cho chúng ta cái file đó và sau đó chúng ta sẽ nhận được cái phần văn bản anh chị Ok rồi đây trong cái file nội dung của mình đó, đó là một file về tiếng Việt anh chị và là một cái lời thoại ở trong cái video mà mình đã làm về dạng hai bạn tôm và Lily ấy, ở trong một khu rừng á cái video trước anh chị có thể xem lại video đó ha thì trong đó có lời thoại của người dẫn chuyển anh chị rất là hay là trang skipter đã đưa ra cho mình cái nội dung trong đây ví dụ như thế này anh chị sẽ thấy ha tôm và Lily này bước vào một hang đá phát sáng kỳ ảo nè khám phá từng chi tiết trong ánh sáng xanh mờ ảo nè, rồi những cái phần phía dưới ví dụ như là ra khỏi hang họ bất ngờ bắt gặp một bầy bướm phép thuật nè, thì nó đã đưa ra cho mình những cái câu nào câu nào hả anh chị và cũng rất là hay là nó sẽ đưa cho mình những cái câu nào theo một cái câu hoàn chỉnh nhá, chứ nó không có phải viết mà tùm lum hết, nó viết đến cái đoạn nào hết thì nó sẽ có chấm câu cho chúng ta và ở đây á khi mà nó viết hết á nó cũng đưa thành cái phần nội dung xuống dưới hả anh chị rất là hay ha và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được hả anh chị đương nhiên là khi mà chúng ta sử dụng bản miễn phí á, nó sẽ có những cái giới hạn riêng còn anh chị muốn sử dụng không giới hạn á, thì chúng ta có thể nâng cấp lên bản trả phí ha ở trong trang skipper này anh chị có thể xem những cái trả phí của nó thì có lợi ích vậy ha chúng ta có thể xem các gói ở trong trang skipper này ha anh chị ở đây chúng ta có thể chọn theo tháng hoặc là theo năm ha đương nhiên là theo năm luôn luôn nó sẽ rẻ hơn rồi và hiện tại nó đang giảm giá cho anh chị 50% ha nếu như theo tháng mà gói rẻ nhất chúng ta có thể sử dụng á, nó khoảng 10 đô và chúng ta có thể làm được khoảng 300 phút audio trong vòng một tháng anh chị tức là mỗi video mà chúng ta đưa lên á những cái phần âm thanh mà chúng ta đưa lên nó có thể 5 phút 10 phút gì đấy thì nó cộng một tháng là hết 300 phút thì chúng ta sẽ không thể sử dụng nữa ha ngoài ra chúng ta có thể chuyển ra 100 ngôn ngữ khác nhau anh chị rất là nhiều ha còn những cái gói cao hơn á, thì nó có thể có những tính năng khác ví dụ như gói premium á, thì nó sẽ thời gian cao hơn nè Bên cạnh đó nó có thêm một số tính năng ví dụ như là ghi âm và phiên âm ở trong các cuộc họp Zoom hoặc là Google Meet hoặc là trong Microsoft Teams thì nó có thể ghi âm và nó đưa phần đó thành cái phần văn bản cho chúng ta luôn hết anh chị Khi mà chúng ta họp những nội dung của ai nói chuyện thì nó sẽ dựa vào cái nội dung lúc mà chúng ta nói chuyện real time như thế này luôn nè Nói chuyện trực tiếp như thế này luôn nè Thì nó sẽ đưa ra cái phần văn bản và anh chị có thể sử dụng nó để chúng ta có thể tóm tắt được một cái nội dung cuộc hội thoại ha, cực kỳ là dễ dàng và cực kỳ là hay ha anh chị? OK hả anh chị? Nếu mà anh chị cần thì anh chị cũng có thể nâng cấp lên gói năm thì hiện tại đang giảm giá 50% nha anh chị. Và đường link của công cụ này anh chị có thể xem ở dưới phần mô tả nhé, mình sẽ để dưới để anh chị dễ tìm ha. Công cụ thứ hai để chúng ta có thể chuyển bất kỳ giọng nói nào thành văn bản đó, đó là Turbo Strike, anh chị. Anh chị sẽ search một từ khóa như thế này, đường dẫn mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé, để anh chị có thể dễ tìm ha khi mà chúng ta vào đây á, thì chúng ta cũng có thể login hoặc sign up một tài khoản lên ví dụ như đây mình sẽ login một tài khoản đi đa phần các công cụ bây giờ đều có thể login một tài khoản google hết rồi rất là đơn giản thì chúng ta sẽ bấm vào sign in ha khi mà đăng nhập vào đây rồi á, thì anh chị cũng sẽ đưa một cái file chúng ta lên ví dụ đây á, là transcribe first file ha chúng ta đưa lên ha ví dụ như mình đưa một cái file như thế này mình chỉ cần kéo cái file đó vào đây ở trong Turbo turbo này thì nó sẽ có một số cái tùy chỉnh khi mà chúng ta đưa cái file lên ví dụ như đây anh chị có thể tùy chỉnh ha phần đầu tiên đó là phần giọng nói nè đó là ngôn ngữ gì thì đây là tiếng việt giống như hồi nãy trong translator hồi nãy chúng ta chọn chúng ta đưa vào thì nó tự động nó đi test anh chị nó tự động nó xác nhận cái âm thanh đó là gì ha còn đây chúng ta có thể chọn thêm ngoài ra đây chúng ta cũng có thể chọn được Các cách mà phiên dịch ra là như thế nào ví dụ anh chị có thể chọn theo kiểu là chita tức là báo đốm tức là nó sẽ từ cái phần âm thanh đó đó nó chuyển thành văn bản rất là nhanh chóng ha dolphin thì là ba lần tức là vừa nhanh nhưng mà vừa chính xác còn cái phần well á, tức là chính xác hơn anh chị nếu như chúng ta cần cái độ chính xác cao á, thì chúng ta chọn well còn nếu mà chúng ta cần nhanh á, thì chúng ta chọn cheater nhưng mà mình nghĩ chắc là mình sẽ chọn phần well á, tại vì mình cần cái độ chính xác cao hết chị khi mà mình chọn vào phần well rồi ở dưới anh chị cũng có thể setting thêm một số giọng ví dụ như là trong đây là có bao nhiêu lời nhân vật ví dụ như khi mà chúng ta có một cái đoạn hội thoại đặc biệt là trong các cuộc họp á, khi mà chúng ta có rất là nhiều người nói mỗi người thì sẽ có một cái chất giọng riêng đúng không? khi mà chúng ta nói có thể chọn hai nhân vật hoặc ba nhân vật gì đấy thì trong Trumbusai nè khi mà chúng ta chọn bao nhiêu nhân vật thì nó sẽ lọc ra hả anh chị rất là hay ha của mình thì chỉ có một nhân vật thôi nên mình sẽ không có chọn cái kiểu này ngoài ra khi mà chúng ta cần thêm một cái bước tức là vừa chuyển cái phần âm thanh đó thành văn bản sau đó chúng ta lại tiếp tục muốn dịch sang ngôn ngữ tiếng Anh thì ở đây Trumbusai nó cũng cho phép chúng ta thì anh chị chỉ cần click vào đây nè nó sẽ cho phép là translate to English anh chị tính năng khác ở trong Trumbusai này đó là khi mà chúng ta đưa những cái phần âm thanh lên á nếu như trong cái phần âm thanh nó có tiếng ồn này hoặc là những cái tiếng nhiễu chẳng hạn thì nó cũng có thể lọc ra cái âm thanh đó để mà nó lấy ra được cái giọng đọc thôi anh chị thì từ đó nó có thể chuyển thành cái phần văn bản ở trong giọng đọc đó chính xác hơn ha các tính năng này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hết anh chị sau đó thì chúng ta bấm vào transcribe ha rất nhanh chóng hết anh chị có thể là nhanh hơn cả bên transcriber transcriptor ha thì chúng ta đã có những cái phần văn bản như thế này rồi và khi mà nó có những phần văn bản này rồi anh chị chỉ cần nhấp vào đây chúng ta có thể xem cái phần văn bản đó trước hoặc là chúng ta tải về ha ví dụ như đây mình sẽ xem trước nè để anh chị sẽ thấy ha rất là nhanh chóng ha ở những cái dây nào những cái nhân vật nào mà nói chuyện á, thì nó đều ghi chú cho chúng ta ha ví dụ từ dây số 00 đến dây thứ 07 nè thì là cái đoạn này đó nó cũng sẽ viết ra chúng ta đương nhiên là mỗi style của mỗi AI nó sẽ khác nhau nếu như trong Transcriptor nó đưa cho chúng ta từng câu từng câu Thì ở trong TurboStrike này Nó sẽ đưa cho chúng ta cả một đoạn luôn Nhưng mà trong một đoạn đó Nó sẽ phân tách ra thời gian nào Của cái câu nói nào Đấy nó cũng rất là thông minh hết chị Khi chúng ta có những cái đoạn phần này rồi Thì chúng ta rất đơn giản thôi Chúng ta chỉ cần download về và chúng ta sử dụng ha Ở trong TurboStrike này á Mỗi ngày thì chúng ta sẽ sử dụng được 3 lần hết chị Anh chị có thể thấy ha Hôm nay mình sử dụng một trong 3 lần Ở trong cái tài khoản này thì mỗi ngày chúng ta có thể sử dụng được 3 lần còn nếu mà chúng ta muốn nâng cấp lên thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp lên bằng cách là chúng ta nhấp vào phần pricing ở đây anh chị sẽ thấy ha khi mà chúng ta nhấp vào phần pricing nè thì anh chị sẽ thấy nè nếu như theo mức giá tháng thì là 20 đô một tháng và chúng ta có thể sử dụng unlimited luôn tức là không giới hạn luôn anh chị khi mà chúng ta up cái file lên á thì ở trong cái gói mà unlimited này nó có thể kéo dài lên đến 10 tiếng đồng hồ hả anh chị những cái file này rất là thích hợp khi mà chúng ta sử dụng ở những cái cuộc meeting khi mà chúng ta hội hợp thì chúng ta đâu phải lúc nào chúng ta nói chuyện xong rồi chúng ta cũng ngừng lại đâu có thể nói chuyện khoảng 4-5 tiếng liên tục đó là chuyện rất là bình thường ha thì chúng ta có thể đưa nguyên một cái đoạn ghi âm đó và chúng ta sẽ chọn giống như hồi nãy mình chọn á chọn bao nhiêu speaker bao nhiêu người nói ở trong cái phần âm thanh đó anh chị thì bên tuyên này nó sẽ chọn ra và nó trích ra những phần âm thanh đó anh chị khá là hay ha đương nhiên là gói trả phí thì chúng ta có thể sử dụng nhanh hơn nè sử dụng nhiều tính năng hơn hoặc là được ưu tiên nhiều hơn ha còn nếu mà chúng ta mua theo năm thì bên Turbo Strike này hiện tại cũng đang giảm giá 50 mình thấy là 10 đô một tháng và 120 đô một năm mà chúng ta có thể sử dụng những cái tính năng như thế này á. đặc biệt là khi mà anh chị làm ở những cái mảng văn phòng hoặc là anh chị làm thư ký hoặc là khi mà chúng ta tham gia những cuộc họp rất là nhiều ha khi mà cuộc họp thì nó diễn ra rất là nhiều và rất là nhiều người nói đôi khi chúng ta cũng nghe không rõ nữa thì có một công cụ như thế này từ những cái phần lời nói đó nó có thể dịch ra được cái phần văn bản chúng ta chúng ta lại về chúng ta xem lại thì nó sẽ chính xác hơn khá là nhiều ha Ok anh chị nếu mà anh chị cần thì anh chị có thể nâng cấp lên ha và đường link của cái công cụ AI này mình sẽ để dưới phần mô tả để anh chị dễ tìm ha Công cụ AI thứ ba mà chúng ta có thể chuyển bất kỳ một cái giọng nói nào thành văn bản đó là cấp cách anh chị. Đây là một công cụ quốc dân và mình rất là thường xuyên sử dụng ha. Trong cấp cách thì rất đơn giản anh chị. Anh chị chỉ cần đưa cái phần file âm thanh vào đây. Anh chị sẽ thấy đây ha, chúng ta có một track âm thanh như thế này. Và ở đây chúng ta chỉ cần đơn giản là nhấp vào phần caption nè. Anh chị sẽ thấy trên này có một phần caption ha. Sau đó đây phần spoken language chúng ta có thể chọn cái ngôn ngữ nào của cái phần audio này ví dụ như phần audio này của mình là tiếng Việt thì mình sẽ chọn tiếng Việt. Tuy nhiên á, giả sử như trong đó có vừa tiếng Việt và tiếng Anh thì sao? Thì anh chị chỉ cần để là auto detect ha, thì nó sẽ tự động xác định được chỗ nào tiếng Việt, chỗ nào tiếng Anh ha. Ngoài ra trong cấp kết này cũng có một tính năng khá là hay đó là bilingual caption, anh chị. Tức là không những nó chuyển cái phần giọng nói đó thành văn bản mà nó đồng thời nó sẽ dịch cho chúng ta luôn ha. Ví dụ như đây mình sẽ chọn vào bilingual caption này và mình sẽ chọn vào đây là tiếng Anh chẳng hạn. Thì khi mà nó chuyển cái phần âm thanh từ trong tiếng việt ở trong cái file âm thanh chúng ta đồng thời nó sẽ đưa cái phần tiếng việt đó nó dịch sang tiếng anh ha và chúng ta có thể sử dụng cả hai cái phần app caption ở trong đây anh chị khi mà chọn xong thì chúng ta bấm vào generate ha và cấp kết hiện tại á, theo như bản cập nhật mới nhất á, thì cái phần caption này á, nó đã phải dùng ở trong cái bản pro thì mới được nha anh chị thì tức là chúng ta phải dùng bản pro của cấp kết thì chúng ta mới chọn được khi mà mình bấm vào generate thì nó cũng sẽ chạy ra nó đi test cái phần âm thanh này và nó sẽ bắt đầu nó viết và nó dịch lại cho chúng ta ha anh chị sẽ thấy ở trên nội dung nè chúng ta sẽ thấy nè có hai dòng một dòng phía dưới là dòng tiếng anh còn dòng phía trên là dòng tiếng việt thì dòng tiếng việt này tức là dòng nó đã chuyển cái phần âm thanh của cái file gốc mình nè chuyển sang tiếng việt anh chị dùng cái tính năng auto caption này còn cái phần thứ hai á là phần tiếng anh á tức là bilingual caption nó dịch từ cái phần tiếng việt này sang phần tiếng anh khá là hay anh chị đây là một tính năng khá là hay ở trong cấp kết anh chị tuy nhiên ở trong cấp kết á đôi khi nó dịch cũng chưa có sát lắm nên chúng ta có thể xem và chúng ta điều chỉnh lại ha từng mốc thời gian như thế nào nó hiển thị ra như thế nào anh chị và đến cái bước nào là nó kết thúc của cái phần lời nói đó thì nó cũng sẽ xuất hiện ở đây và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ha ở trong cấp kết nền rất thích hợp khi mà chúng ta sử dụng và chúng ta cần làm cái sần sập thay cho cái phần video á đặc biệt đối với anh chị mà làm dạng karaoke ha khi mà chúng ta làm chúng ta đưa những cái phần sắp này lên rồi ở đây anh chị hoàn toàn có thể chọn cái format của cái shop đó. Thì anh chị hoàn toàn có thể chọn cái hiệu ứng xuất hiện của chữ đó ha. Nó rất là thích hợp khi mà chúng ta cần làm những video mà có phần thay title dưới hạn anh chị muốn phần thay title đó di chuyển như thế nào đấy, xuất hiện như thế nào đấy. Thì chúng ta chỉ cần đơn giản là đích vào cái phần mà caption nó đã chuyển ra cho chúng ta, sau đó chúng ta vào mục template nè. Thì trong phần template này có rất là nhiều anh chị. Ví dụ như anh chị chọn cái mục template như thế này thì nó sẽ xuất hiện ra chữ kiểu như thế này. Đấy, chúng ta có thể chọn rất là dễ dàng ha. Hoặc là anh chị có thể chọn ra nó xuất hiện từng chữ như thế này. Đấy anh chị sẽ thấy ha. Chúng ta cũng có thể chọn lại cái phần phong của cái phần chữ này. Bằng cách là nhấp vào phần basic ha. Anh chị sẽ chọn phần phong đây. Rất đơn giản thôi. Ở trong cấp kết thì cực kỳ là dễ sử dụng rồi. Và ở trong cấp kết này thì mức giá nó như thế nào? Ở trong đây chúng ta có thể sử dụng nè. Theo gói hàng tháng thì là 150.000 một tháng ha. Và gói một tháng thì khi mà anh chị sử dụng một tháng thì nó khoảng 200.000. Còn nếu mà theo năm thì 910.000 nhưng mà hiện tại thì cũng có rất là nhiều anh chị đang bán các gói dùng chung này rồi thì nếu như anh chị có những cái nguồn nào mà anh chị mua mà anh chị cảm thấy tin tưởng á anh chị có thể mua ha mình thì mình không bán tài khoản đâu nhé nên anh chị đừng liên hệ mình để mà mua tài khoản cấp cách nha mình thì có khóa ai để anh chị có thể sử dụng ai và chúng ta có thể tạo ra những video cực kỳ đẹp anh chị ok anh chị đó là ba công cụ ai để chúng ta có thể chuyển những giọng nói thành văn bản rất là nhanh chóng ha có những công cụ miễn phí có những công cụ trả phí và tùy theo mục đích chúng ta ha chúng ta có thể sử dụng các công cụ nào phù hợp với nhu cầu của chúng ta ha, anh chị nếu mà anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé rất cảm ơn anh chị và nếu mà anh chị muốn học sâu hơn về ai chúng ta muốn tìm hiểu từ đầu các công cụ ai để chúng ta làm những video chuyên nghiệp ứng dụng cho các công việc của chúng ta ứng dụng cho công ty chúng ta anh chị hoàn toàn có thể tham khảo khóa e-learning của mình ha trong khóa e-learning này hiện tại tổng thời lượng chúng ta đang học á là khoảng 20 tiếng đồng hồ và sắp đến mình sẽ update thêm nhiều kiến thức nữa để cho anh chị có thể có thêm nhiều case study chúng ta ứng dụng thực tế vào công việc chúng ta hả anh chị cũng như là sự hỗ trợ từ Tuấn khi mà các anh chị học viên có những thắc mắc nào trong quá trình sử dụng và trong quá trình làm tiếp cận với các công cụ AI hả anh chị đường link khóa AI mình sẽ để dưới phần mô tả để anh chị xem ha rất mong sẽ gặp anh chị trong khóa e-learning này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel nghề công sở bye bye anh chị